Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện ngăn chặn đường dây tổ chức môi giới đưa người ra nước ngoài lao động trái phép dưới vỏ bọc nhà sư đi tu học. Theo điều tra, cuối năm 2023, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh nắm được thông tin một số đối tượng lợi dụng việc các cơ sở Phật giáo tại Australia thường xuyên tổ chức các khóa tu học dành cho nhiều nhà tu hành Phật giáo trên toàn thế giới, nên đã tổ chức cho nhiều công dân sang Australia lao động trái phép bằng thủ đoạn làm giả hồ sơ xin cấp thị thực du lịch dưới danh nghĩa giả mạo nhà sư đi tu học với chi phí 300 triệu đồng một người. Vào cuộc điều tra, công an xác định đầu năm 2024, Đậu Thị Ca, chú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và Nguyễn Thị Ngọc Hát, chú tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất tổ chức cho Hồ Văn Tê, chú ở tỉnh Nghệ An sang Australia lao động dưới vỏ bọc tu hành Phật giáo. Từ các tài liệu chứng cứ đã thu thập được, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với HKT về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Tối ngày 2 tháng 7, đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn từ Đồng Nai về thành phố Hà Nội tiêu thụ. Theo đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm ma túy trên tuyến chuyển phát bưu chính, PC04 Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép cần sa với số lượng lớn, trong đó đối tượng chủ mưu điều hành các đối tượng cấp dưới qua các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Zalo, Facebook để trao đổi việc mua bán vận chuyển trái phép ma túy. Vào cuộc điều tra, PC04 Công an thành phố Hà Nội phát hiện ma túy cần sa được các đối tượng đóng trong các túi hút chân không và hàn kín nên không phát sinh mùi, nhằm dễ dàng vận chuyển thông qua các đơn vị chuyển phát. Ngoài ra, cảnh sát còn xác định các đối tượng cấp dưới trực tiếp thuê lao động tự do, chưa có tiền án tiền sự làm chân rết tham gia đóng gói vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy để tạo vỏ bọc, hạn chế sự phát hiện của quần chúng nhân dân và các lực lượng chức năng. Căn cứ tài liệu thu được, PC04 Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng triển khai 3 tổ công tác đồng loạt tổ chức kiểm tra, bắt giữ các đối tượng. Trong đó, tổ công tác thứ nhất bắt giữ 4 đối tượng, trong đó người cầm đầu là Hoàng Văn Hát, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cảnh sát thu giữ hơn 90 kg cần sa, 6 cân điện tử, 1 máy khò nhiệt, 1 máy đóng gói chân không. Đại diện Công an thành phố Hà Nội cho hay, cảnh sát đang mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định. Khoảng hơn 21 giờ tối ngày 2 tháng 7, tại đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn gần vượt Thống Nhất, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ va chạm giữa xe bồn nghi chở xăng dầu biển kiểm soát 24H0026X với xe biển kiểm soát 14C2008X. Sau đó, xe bồn bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo khói đen nghi ngút. Lửa cháy lan sang hành lang cây xanh bên cao tốc, làm ùn tắc một chiều đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tài xế xe bồn được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng cùng xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Khoảng hơn 21 giờ tối ngày 2 tháng 7, tại đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn gần cầu vượt Thống Nhất, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ va chạm giữa xe bồn nghi chở xăng dầu, biển kiểm soát 24H0026. Với xe tải biển kiểm soát 14C2008. Sau đó xe bồn bốc cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói đen nghi ngút. Lửa cháy lan sang hành lang cây xanh bên cao tốc, làm ùn tắc một chiều đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Tài xế xe bồn được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lực lượng chức năng cùng xe cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Hôm nay ngày 3 tháng 7, ngày quốc tế không sử dụng túi ni lông với mục đích khuyến khích người tiêu dùng giảm sử dụng, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường trên toàn thế giới. Đây là năm thứ 2 Việt Nam tham gia hưởng ứng sự kiện này. Tại Việt Nam, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm cả nước thải ra khoảng 1,8 triệu tấn rác nhựa, trong đó có khoảng hơn 30 tỷ túi ni lông. Trung bình, mỗi hộ gia đình Việt Nam sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông mỗi tháng. Hơn 80% số đó đều bị thải bỏ sau khi dùng một lần, số lượng được xử lý rất ít.
Thống kê của Hiệp hội Nhựa Việt Nam cho thấy, lượng chất thải nhựa và túi ni lông ở Việt Nam khoảng từ 8 đến 12% chất thải rắn sinh hoạt, nhưng chỉ có khoảng từ 11 đến 12% được xử lý, tái chế, số còn lại chủ yếu là chôn lấp, đốt và thải ra ngoài môi trường. Tại các đô thị, lượng túi ni lông được tiêu thụ khoảng từ 10,48 đến 52,4 tấn trên ngày. Trong số này, chỉ khoảng 17% số túi được thường xuyên tái sử dụng. Bộ Tài chính vừa hoàn thiện tờ trình Chính phủ, trong đó đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm từ 2026 đến 2030. Theo Bộ Tài chính, việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ góp phần động viên người nông dân yên tâm sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Dự kiến chủ trương này sẽ được Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 15 vào tháng 5 năm 2025. Đánh giá về 20 năm thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp, Bộ Tài chính cho biết đây là giải pháp khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa. Trong 20 năm qua, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp miễn giảm liên tục tăng lên. Như trong giai đoạn 2003-2010, mỗi năm giảm khoảng 3.268 tỷ đồng. Giai đoạn từ 2011 đến 2016, trung bình giảm khoảng 6.308 tỷ đồng trên năm. Giai đoạn 2017-2018 và đến hết năm 2020, khoảng 7.438,5 tỷ đồng trên năm. Giai đoạn 2021 đến 2023, trung bình khoảng 7.500 tỷ đồng trên năm.